Chương trình Đông Y Dược Khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Cổng Nam Đông Dược kỳ này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lợi ích từ vị thuốc quen thuộc mang tên tần dày lá. Trò chuyện cùng thầy thuốc, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay, trưởng khoa Đông Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nghe bác sĩ tư vấn về cách phòng ngừa tai biến mạch máu não. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị khán giả, trong kho tàng thảo dược có rất là nhiều vị thuốc quen thuộc với chúng ta bởi vì chúng như là các loại rau ăn. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị thuốc rất là quen thuộc bởi vì đây là vị thuốc điều trị ho. Trước khi giới thiệu vị thuốc này đến quý vị khán giả, chúng tôi mời quý vị cùng đến với công ty cổ phần bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp 10 và cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Văn Bé. Dạ, chú Ba đang làm gì vậy chú Ba? Chú đang chăm sóc cái mấy cái cây giống, cây rau tần dày lá. Dạ, chú ơi, con nghe nói là cây tần dày lá này ngoài ra nó còn có tên gọi là húng chanh nữa phải không chú? Đúng rồi, miền Nam chúng ta thì gọi cây này tần dày lá, còn miền Bắc thì gọi nó là cây húng chanh. Dạ, như vậy thì con thấy là thông thường thì các cái gia đình nào cũng đã từng sử dụng qua cái loại cây này để mà dùng ta để nấu canh chua chẳng hạn. Thì ngoài ra con còn được biết đây cũng là một cái vị thuốc rất tốt cho sức khỏe. Nhân đây thì xin chú có thể cho con biết là cái cây này nó có công dụng như thế nào ạ? Đúng là cái cây này đó thì bà con nhân dân chúng ta thì dùng nó với cái hai hình thức. Một là làm cái loại nhóm rau gia vị để nêm canh. Và ngoài ra thì trong dân gian cũng dùng nó để làm thuốc chữa bệnh ho. Và đây là một cái loại thuốc chữa ho rất là tốt. Vì trong hoạt chất thành phần của nó cũng có nhiều chất rất là lạ so với những cái thuốc ho khác là không có được. Như vậy ngoài công dụng trị ho ra thì còn có công dụng nào không nữa không chú? Ngoài cái chữa ho ra thì hiện nay chúng tôi còn đang làm một cái dạng là công nghiệp chiết lấy tinh dầu của nó để có thể làm được trong tất cả các cái sản phẩm ngoài dùng làm thuốc. Thì có thể nó là một cái loại thực phẩm về tinh dầu của nó thì có thể làm các cái loại kẹo và nói chung là nó có thể góp phần vào trong những cái sản phẩm khác ngoài cái diện dùng trực tiếp. Để nêm canh hay là để chữa ho bằng cách tươi sống thì người ta còn có những cái sản phẩm chế biến. Dạ, đối với cái bệnh ho thì khi mà sử dụng tần dày lá thì chúng ta nên sử dụng như thế nào ạ? Cái sử dụng vào tần dày lá này đó thì hiện nay mà nói đó thì theo kinh nghiệm nhân gian chúng ta thì chỉ ngắt những cái ngọn như thế này. Rồi rửa sạch, đâm nó rồi bỏ một ít muối để về uống hoặc ngậm trong miệng. Đó là cái cách chữa dân gian của cha ông chúng ta từ lâu đời đến giờ. Yeah. Còn hiện nay thì ngành khoa học phát triển, người ta trồng nó đại trà như thế này để có thể lấy ra tinh dầu và để pha trộn với những cái thuốc ho. Trong cái công thức thuốc ho là có cái tinh dầu này. Hoặc là người ta đã trộn nó vô trong những cái sản phẩm kẹo để trẻ con có thể ăn kẹo mà khỏi ho. Cái húng chanh này thì thật ra trồng rất dễ dàng. Nếu như cái dạng trồng phân tán từng gia đình thì có thể cắt ngắt một cái ngọn thế này cắm vào những cái chậu có thể nó lên. Nhưng nếu trồng đại trà thì đòi hỏi cần phải có một sự chuẩn bị đất rất đầy đủ và có khả năng thoát nước tốt. Vì cây này nó không chịu ẩm, nó cần nước nhưng mà nó lại không chịu ẩm. Và đương nhiên thì phải chọn những cái giống tốt để chúng ta trồng thì có năng suất cao hơn. Kính thưa quý vị khán giả, mặc dù là rau gia vị nhưng mà quý vị khán giả thấy rằng là húng chanh có rất là nhiều công dụng cho sức khỏe, đặc biệt là đối với bệnh ho, một căn bệnh rất là khó chịu mà chúng ta thường gặp. Quý vị và các bạn hãy nhớ bổ sung vị thuốc này vào cẩm nang đông dược kỳ này của mình nhé. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với một trò chuyện cùng thầy thuốc. Kính thưa quý vị khán giả, tai biến mạch máu não, một cụm từ đã trở nên quen thuộc và trở thành nỗi sợ hãi đối với con người khi mà hiện nay số lượng người bị tai biến mạch máu não ngày càng gia tăng. Và theo tìm hiểu thực tế của chúng tôi ghi nhận được rất nhiều ý kiến của người dân xung quanh vấn đề này. Hiện nay tôi thấy đa số những người bệnh tai biến mạch máu não là những người lớn tuổi như tôi, mà tôi không biết mà trong cách sinh hoạt, ăn uống là như thế nào để bảo vệ sức khỏe. Căn bệnh mà tai biến mạch máu não thì thật sự là tôi cũng đang quan tâm và lo sợ. Tại vì nó không có báo trước cho mình, vì nó có những cái điều kiện, mình nhiều khi cái điều kiện mà kinh tế gia đình không đến mà trạm y tế kiểm tra sức khỏe, rồi không có mà đo huyết áp, thử ghi huyết áp mà bất thường, lên xuống bất thường thì cũng dễ bị tai biến mạch máu não. Vì bản thân như chúng tôi là nông dân, mà nông dân thì đa số là không hiểu vấn đề được, vấn đề kiến thức được như bao nhiêu. Thì độ tuổi của tôi thì có những... đa số thì dân bị bệnh tai biến mạch máu não,
cho nên tôi muốn biết cách đề phòng là ăn uống, điều trị hoặc là nghỉ ngơi như thế nào. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả, người sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay, trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay, tai biến mạch máu não là một căn bệnh rất là nguy hiểm và để lại di chứng suốt đời. Vậy xin bác sĩ có thể cho biết là bệnh tai biến mạch máu não xảy ra từ những nguyên nhân nào? Tai biến mạch máu não là một hội chứng thần kinh nặng nề. Người ta dùng cái chữ hội chứng thần kinh nặng nề để diễn tả một cái tình trạng là có liên quan đến cái yếu tố của thần kinh và sau đó là gây ra những cái di chứng rất là khổ sở cho người bệnh. Cho nên người ta dùng là hội chứng lâm sàng thần kinh nặng nề để diễn tả tình trạng này. Và thường là do nguyên nhân mạch máu não. Tuy nhiên có một cái số là các cái mạch máu cuốn não hoặc là các cái mạch máu của cổ nó làm cho thiếu cung cấp máu lên não thì nó cũng sẽ gây ra nhũng não, gây ra tình trạng tai biến được. Thì thông thường cái nguyên nhân gần là như thế. Nhưng nguyên nhân xa để đưa đến cái bệnh lý, đưa đến cái tai biến mạch máu não thì có thể là ca tăng huyết áp, có thể là xơ vữa động mạch, có thể là những cái bệnh lý của cái tăng cholesterol máu trước đó làm cho các cái thành mạch này nó hẹp lại, nó giòn đi và nó dễ vỡ khi căng. Căng tức là khi cái huyết áp động mạch nó tăng lên thì nó gây căng, nó gây ra. Với những triệu chứng cụ thể nào chúng ta có thể nhận biết trước được sự xuất hiện của cơn tai biến ? Và để từ đó chúng ta có cái cách xử lý kịp thời trước khi mà đưa người bệnh đến các cơ sở y tế ? Cái triệu chứng mà để báo động cho cái cơn tai biến xảy ra có nhiều khi chúng ta không kịp thời luôn. Thông thường có thể có nhức đầu, có thể có choáng váng, có thể có chóng mặt trước đó. Nhưng mà những cái này có khi hoàn toàn không có cái triệu chứng gì cả. Đang bình thường đi vào toilet, ngồi nhà cầu, hơi táo bón phải rặn một cái, lập tức cái cơn tai biến nó xảy ra. Bởi vì vô tình mình tạo nên một cái áp lực mà. Cái áp lực này nếu có cái chuyện gì đó trên mạch máu não, hoặc là có cái xơ vữa, hoặc là có một cái thiếu máu não, bây giờ thêm cái áp lực đó nữa, nó thiếu nhiều hơn, nó gây nhũng não, thì cái triệu chứng mà báo động đó thường nó ít lắm. Một cái báo động khác là tăng huyết áp thường xuyên, huyết áp cao thường xuyên thì chúng ta cũng phải chú ý. Hoặc là sau khi mà chúng ta một cái bữa tiệc thật là nhiều rượu, nhiều các chất béo, chất mỡ, no say trên một cái cơ địa tăng huyết áp, rồi về trong cái cơn say thì tai biến nó xảy ra một cách âm thầm. Cho nên nếu hỏi cái triệu chứng để chúng ta đề phòng thì rất là khó. Còn cái để cho chúng ta đề phòng chỉ có một cái theo dõi thường xuyên cái huyết áp của mình và theo dõi thường xuyên những cái hoặc về mạch máu có trước đó, thí dụ đau đầu, có thể có những cơn váng vất thì đi tìm hiểu liền ngay cái lúc bấy giờ để chúng ta có thể theo dõi kịp thời. Phục hồi sức khỏe sau tai biến là một vấn đề được rất là nhiều người quan tâm. Như vậy thì xin Phó Sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay có thể chia sẻ về vấn đề điều trị. Thì cái việc điều trị phục hồi này nó bao gồm cả dùng thuốc và không dùng thuốc. Đối với thuốc Tây thì người ta điều trị cái nguyên nhân gây ra cái tai biến. Tăng huyết áp thì người ta dùng để kéo huyết áp xuống. Mở trong máu hay xơ vữa động mạch hay gì đó thì người ta sử dụng các cái phương thuốc để mà hạ cái đó, để mà duy trì cái tính ổn định. Bên cạnh đó thì cái việc tập luyện và phục hồi là rất là quan trọng. Người ta tập vật lý trị liệu, người ta phục hồi bằng các cái phương tiện giúp cho người bệnh nhân vận động. Đối với Đông y thì có thêm châm cứu, có thêm dưỡng sinh, có thêm xoa bóp bấm huyệt để cho người bệnh có thể phục hồi. Nhưng mà sau đó rồi hướng dẫn lần cho người bệnh tự tập luyện. Thí dụ như cái tay này bị liệt thì bây giờ tự làm sao để cho cái sức cơ này nó mạnh lên, nó được nâng lên cho đủ để có thể sinh hoạt bình thường. Đối với cái những cái người mà bị cái liệt cả chi dưới thì người ta làm sao cho người bệnh đạp xe chẳng hạn, tập luyện chẳng hạn, rồi đi lại các cái cơ duỗi, cơ gấp, mỗi cái đều phải được vận động. Thì ban đầu là người thầy thuốc sẽ tập cho người bệnh, nhưng mà người bệnh sau đó phải tự tập thì cái việc phục hồi nó mới tốt. Thì như vậy cái chương trình điều trị cho người tai biến bao gồm dùng thuốc và không dùng thuốc. Thuốc Tây cũng được, thuốc Đông cũng được. Nhưng mà bên cạnh đó cái việc điều trị không dùng thuốc là rất quan trọng. Người ta có thể châm cứu rất sớm để phục hồi, người ta bấm huyệt, xoa bóp, chủ động và thụ động để giúp cho người bệnh có thể dần dần đi lại một cách bình thường sau cái tai biến. Vâng ạ, về vấn đề điều trị thì người nhà cần phải kết hợp với thầy thuốc như thế nào để có phần góp phần mang lại hiệu quả điều trị trên người bệnh ? Đối với cái căn bệnh này đó thì điều trị thời gian rất dài lâu. Không phải chỉ chú ý tới cái diễn biến về vật lý, tức là bây giờ liệt phải phục hồi, mà phải chú ý tới tâm lý người bệnh nữa.
người ta đang làm việc như thế, tự nhiên cái đột quỵ nó xảy ra, tai biến nó xảy ra, người ta không có làm việc được nữa. Hay là thậm chí cái cơn tai biến nó làm cho người ta không nói được. Nếu mà bị liệt bên tay trái thì cái ngôn ngữ nó vẫn còn, nhưng nếu liệt bên tay phải, tức là phân nửa của cái bán cầu não, thì người ta không nói được luôn. Thì như vậy về người thân á, phải chú ý từ cái tâm lý cho tới cái tình cảm, làm sao cho người bệnh không có xúc động nhiều. Bởi vì cái xúc động nó làm cho cái việc điều trị nó khó hơn. Thứ hai, phối hợp bằng cái tình cảm yêu thương để cho góp phần xoa dịu cái tâm lý của người bệnh, để người bệnh người ta được tốt hơn. Và bên cạnh đó cần phải học các cái phương pháp tập luyện để thay thế cho cái người thầy thuốc, để về nhà mình có thể tập luyện thêm và động viên cái người bệnh, để cho người bệnh có thể làm cho các cái động tác này ngày càng nó phục hồi nhanh hơn. Bên cạnh đó chú ý tới cái chế độ ăn uống giúp cho người bệnh. Thí dụ như khi có cái tăng huyết áp thì cái chế độ kiêng chất muối, kiêng mặn. Nếu có mỡ, nếu có đường thì phải kiêng luôn mỡ béo, kiêng luôn đường. Rồi thậm chí cái đạm cũng phải có những cái sử dụng nó ở mức độ vừa phải. Khi đã bị tai biến mạch máu não lần thứ nhất thì sẽ rất là dễ bị tái phát, và mức độ nguy hiểm cũng sẽ cao hơn vào lần sau. Như vậy thì xin Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là chúng ta làm như thế nào để có thể phòng tái phát. Cái việc phòng tái phát này lệ thuộc vào cái chương trình điều trị của người bệnh. Người bệnh phải tìm hiểu, phải được thầy thuốc hướng dẫn cho cái việc điều trị tiếp tục như thế nào và cần phải được duy trì. Người ta chế độ ăn giảm muối thì phải tuyệt đối trung thành với cái chế độ đó. Cái thứ hai, tuân thủ chế độ điều trị. Nếu chúng ta có cái bệnh đái tháo đường thì phải điều trị đái tháo đường, phải dùng thuốc thường xuyên. Tăng huyết áp phải dùng thuốc thường xuyên. Việc theo dõi huyết áp thường xuyên, theo dõi những cái diễn tiến bệnh lý thường xuyên, nó cũng sẽ giúp cho ngăn chặn cái cơn tái phát lần thứ hai, lần thứ ba. Mà cần phải chú ý điều này. Đối với cái cơn tai biến lần thứ nhất nó đã nguy hiểm, lần thứ hai nguy hiểm hơn, lần thứ ba càng nguy hiểm đó. Thì thường thường qua lần thứ ba là người ta có thể tử vong luôn. Cho nên là cố gắng hết sức để tuân thủ các cái chế độ mà người thầy thuốc đã vẽ ra cho mình, hướng dẫn cho mình, để chúng ta có thể phòng ngừa được tai biến. Thì ngay từ bây giờ chúng ta nên hình thành những thói quen trong đời sống như thế nào để bảo vệ sức khỏe của mình? Đầu tiên hết là cái việc tự theo dõi cái sức khỏe. Trong gia đình chúng ta mà có cha mẹ, có ông bà đã có cái tiền sử là tăng huyết áp, hay có bệnh đái tháo đường, hay là thừa cân béo phì, tức là những cái bệnh lý liên quan đến vấn đề của tim mạch, thì thôi ở trong nhà nên có một cái máy đo huyết áp để theo dõi huyết áp thường xuyên. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nên có cái khám sức khỏe định kỳ. Cái thứ ba là chế độ ăn uống. Thứ tư là cái thái độ sống, cái chế độ sinh hoạt và cái thái độ sống của mình, giảm stress, làm sao cho cái việc căng thẳng này kia nọ vứt ra một bên, tìm những cái biện pháp, những cái niềm vui trong gia đình để giải tỏa những cái căng thẳng đó. Rồi cái chế độ ăn uống đủ chất, mỗi thứ một chút, đừng có nên thái quá. Chính vì vậy cái dinh dưỡng cũng rất quan trọng trong cái việc tầm soát cũng như đề phòng các cái bệnh lý nội khoa nói chung, hay là tai biến mạch máu não và tăng huyết áp nói riêng. Thì tất cả những cái đó nó sẽ góp phần giúp cho cái việc mà ngăn chặn những cái bệnh lý nội khoa và trong đó có tai biến mạch máu não. Vâng ạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay. Kính thưa quý vị khán giả, hy vọng với những kiến thức vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị khán giả trong việc phòng ngừa và điều trị đối với căn bệnh tai biến mạch máu não, một căn bệnh nguy hiểm và khá phổ biến hiện nay. Còn bây giờ chúng tôi cũng xin khép lại chương trình Đông y Khỏe kỳ này. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.